Hello anh em, Tết vừa rồi thì mấy hôm từ Tết đến giờ thì mình làm được 42 bộ lăng xê anh em nhé. Hiện tại còn 42 bộ lăng xê, anh em nào lấy thì bảo mình. Hôm nay mình sẽ đi câu lăng xê và câu lục như mọi khi thôi. Ok. Bây giờ thì mình sẽ trộn ổ câu lục nhá. Rồi lăng xê thì cứ thế thôi. Là mình đây đồ câu thì mình đã chuẩn bị rồi. Ok anh em, tất cả đã sẵn sàng, đồ câu chuẩn bị xong rồi này. Ok anh em, tôi chuẩn bị đầy đủ hết các thứ rồi. Thì cái bài mồi thì nó cũng như mọi khi thôi, nó cũng không có cái gì thay đổi cả. Quá quen thuộc rồi. Bài mồi lăng xê thì cũng thế, bài mồi câu lục thì cũng vậy. Chúc anh em lên cá tốt, thế thôi. Đây, vẫn vậy. 2 kg cám gạo. Anh em đây là cám gạo sống không rang nhá. Tại vì làm thì video này thì rất chi là nhiều rồi, nhưng mà nhiều anh em rất chi là nhiều anh em vẫn hỏi. Một cân cám gạo rang. Ok. Chỗ này là 2 cân thì tôi lấy một nửa ra tôi trộn. Một nửa cân đi, khả năng là chỗ này vẫn phải hơn 1 cân đấy. Xem nào. Rồi, vẫn hơn 1 cân. Để chia cho nó đều ra một chút. Rồi ok. Rồi áng chừng thế thôi. Ok, cám gạo không nhá. Tôi có một hũ mẻ quá chi là tuyệt vời anh em này. Cái hũ mẻ này thì vừa rồi thì thừa cơm quá nhiều, bún biết các thứ đây thì cho vào thì mẻ rất chi là ngấu này. Mẻ ở trên thì vẫn chưa ngấu nhưng mà dưới thì ngấu tuyệt vời luôn. Đấy, quá rất chi là ngấu luôn. Ok, đảo hai thằng này lên thôi. Mẻ mà khi mà anh em làm được, tự làm được thì nó quá ngon luôn chứ không phải là ngon. Ok, cái này chỉ cần đảo sơ sơ thôi anh em, không cần đảo kỹ nhé. Rồi tiếp theo thính này. Tôi cũng sắp hết cái thùng thính này lần này rồi anh em ạ. Xin nhắc lại anh em, mình không phải là bán thính nền thính nếp gì đâu nhá. Cái này chỉ hướng dẫn anh em thôi, chứ còn là mình bán là chỉ bán cái lăng xê câu cá ấy, mà mình hay câu ấy, với cả cái ấy thôi, với cả cái mồi câu lăng xê thôi. Rồi tiết kiệm thôi, cho 3 bát để câu cố được khoảng 3 buổi nữa.
ba bát con thính nền đấy, ủ rất chi là lâu rồi mà anh em nhìn nó vẫn rất rất chi là ngon đúng không? Cứ đậy kín lại, ok, cứ đậy kín lại, đậy lắp lên, xong. Rất chi là đơn giản đúng không? Lại phệt hai cái này lên, ba cái này lên. Cái này cũng anh em chỉ cần đảo sơ sơ thôi nhé, không cần đảo kỹ nhé. Rồi ok. Đấy, đảo sơ sơ thôi, không cần đảo kỹ. Và cám trứng đâu rồi? Đây rồi, cám trứng. Một quả cám trứng. Bài này tôi đánh thấy quá hiệu quả luôn. Thính chào anh em. Năm lạng thính chào. Ok. Áng chừng thôi, đó chỉ áng chừng chứ không áng chừng nó khoảng tầm 5 lạng thôi chứ cũng không bỏ lên cân anh em nhá. Đây cái cả cám gạo đây, cám gạo tôi mua 2 cân nhưng mà tôi chỉ áng chừng thôi. Rồi mấy cái này ok, chạy vào cân của túi. Tiếp tục với anh em. Vừa xong thì mình có khách. Anh em nhìn ném trứng có bạo lực không? Đấy, hạt xốp nữa, hạt xốp, hạt xốp, hạt xốp. Anh em cho ít hạt xốp thôi nhá, cho nhiều là nó nổi lên đấy. Mấy anh em mà cứ câu mà cứ bảo là anh ơi không biết gì, hoặc là bạn ơi không biết làm sao mình câu mà ổ thính nó có nổi lên, anh em cho nhiều xốp quá nó nổi cả ổ lên đấy. Ok, xong rồi, ok. Anh em nhìn rất chi là rời rạc đúng không? Nhưng mà không rời đâu, đến lúc nắm vào thì nó sẽ bết này. Chết rồi. Hết hết cả túi đựng mồi rồi, thôi lấy cái túi này vậy. Túi này thì to quá. Đi túi đỏ cho nó đỏ ha. Cỡ chừng trên dưới 5 cân một. Anh em ha, không phải gì nhưng mà anh em xem video của mình thì khá lâu rồi. Anh em thấy rằng độ gần đây thì gần như là chưa móm buổi nào cả. Thì cũng mình cũng hơi lấy làm lạ là tại vì lâu lâu rồi đi câu nó chưa móm, cũng chưa có buổi nào móm cả. Thì hôm nay giả sử có móm thì cũng ok, mình cũng rất vui, không vấn đề gì cả, ok anh em. Nhưng mà mình nghĩ chắc chắn nó không móm đâu. Lại tiếp tục không móm rồi, ok anh em. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ nắm mồi lăng xê anh em xem Ok nhé. anh em, mà lục trộn xong rồi. Bây giờ là cái phần lăng xê này. Đó, lăng xê của tôi. Bây giờ sẽ là phần nắm mồi thôi. Mồi thì trộn vét nhà rồi. Cái mồi này quấy đảo rất chi là lâu. Đó thì tôi sẽ nắm trước hẳn 3 cục đi. À, mồi nó vẫn còn đang hơi khô này. Mồi này thì xuống nước nó rất chi là lâu tan. Chút nữa khả năng tôi phải cho thêm một ít nước.
Đó, ok anh em. Cái cuối cùng không phải sợ nhé. Mình câu lục thì mình không cần để ý cái lăng xê, coi như là không có nó đi. Khi nào là cá nó lôi thì mình sẽ lôi lên. Và cái có một cái rất chi là hay khi ở cái câu câu lăng xê là mình câu lăng xê lẫn câu lục, có nghĩa là mình tỉnh bơ cái này đi, coi như là nó không có, không phải sốt ruột. Ngày xưa ấy thì tôi câu ở cái hồ này thì hay được có những hôm đến 47 và 48 con trôi ấy. Tôi câu ở cái hồ này này thì là do là ngày xưa người ta đợt trước thì người ta vẫn thả cá rất chi là nhiều đấy, lý do thì anh em biết rồi. Thì hôm trước tôi có hỏi lại cái bà chủ hồ câu ấy, thì người ta có nói rằng cũng chưa biết được có gạn hay không, nhưng mà tạm thời là chưa thả cá, thì có nghĩa là rất lâu rồi, rồi khoảng 4 tháng rồi, hơn gần 3 hơn 3 tháng rồi, hơn 3 tháng gần 4 tháng rồi đấy, người ta chưa thả cá đâu. Có nghĩa là bây giờ là câu hồ đấy người ta thả cá toàn 2 3 lạng cơ mà. Nếu mình câu được một con nhỉnh nhỉnh một chút 5 7 tầm cân 7 8 lạng, nghĩa là cá cũ rồi. Và bây giờ là nó chỉ còn gần như là còn cá lưu thôi. Thế nên là nó không nhiều cá như ngày trước. Nó không nhiều như đợt trước, nên là cái thời gian lôi lăng xê của nó không được nhanh như ngày xưa. Và mấy cả đợt trước thì một dạo tôi càn quét cái hồ này khá nhiều, cái lượng cá to là cá sót là bắt cũng gần như là hết rồi, nó còn ít thôi, nên là lăng xê nó không lôi được như đợt trước, cứ vù 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 ấy. Ok anh em, rồi nắm trước 3 cục mồi lăng xê cho ra đây và cho mồi, đổ mồi vào túi ni lông. Ba em này vào đây. Hôm nay thì tôi chỉ sợ trời mưa thôi. Ok, buộc túi lại. Cái này và mang ra hồ chiến thôi. Ok. Các bạn chờ một chút mình rửa tay. Ok anh em, vậy là xong rồi nhá. Đây là mồi lăng xê. Và đây là mồi câu lục. Và đây là bộ cần câu để đi câu lục. Ok. Và đây là hôm nay thì tôi sẽ xiên linh ngô nhá. Xiên linh ngô ngọt luộc này. Đây, hôm nay tôi sẽ linh câu lục, tôi sẽ xiên cái này. Ok anh em. Rồi, ra đến hồ câu thì tôi sẽ tiếp tục quay cho anh em xem. Hello anh em nhá. Mình vượt ra đến hồ thì cái chỗ mình câu hôm nay có một đám bèo rất chi là lớn, mình lên là chưa thể làm gì được với cả cái mồi câu lục cả, nên là mình bây giờ mình sẽ lém 2 cái lăng xê và sẽ bơi xuống và đẩy cái bèo này vào trong góc trong kia, và sau đấy mình sẽ câu, sau đấy thì sẽ câu lục sẽ mất khá nhiều thời gian đấy, thì mình sẽ quay phim cái ném lăng xê ra ngoài trước. Ok anh em. Đây, đám bèo rất chi là lớn này. Anh em thấy chưa? Đó. Rồi, ok. Giờ thì mình sẽ vụt lăng xê. Giờ mình sẽ nắm mồi lăng xê lém anh em nhé.
Ok, video mà quay như này thì chắc chắn là về nó sẽ không bị rung mấy rồi. Anh em xem mà đỡ nhức mắt. Đó. Ok, bây giờ thì tạm thời có nghĩa là mình vừa vụt xong 2 cân. Thì bây giờ đám bèo nó vẫn giữ nguyên. Mình chưa làm gì được. Mình sẽ nắm thêm một cục mồi năng C nữa để chờ. Ok anh em, đó để đó. Bây giờ mình sẽ đi xử lý cái đám bèo này. Sau khi xử lý xong thì mình sẽ tiếp tục quay phim cho anh em xem. Ok. À, thôi bây giờ thì mình nắm thính trước đi ha. Nắm thính câu lục trước cho anh em. Đó, nắm thính. Ra đến đây thì mình kiểm tra cái dây linh này nó đã bị xước này, thì bây giờ mình sẽ cắt ra mình buộc lại.
Ok, đánh ngũ đi anh em, đánh ngũ nhá. Bữa nay cho tứ nghỉ giải lao, mình đánh ngũ thử xem như thế nào. Đánh ngũ xem có hiệu quả không đã. Buộc chán buộc trêu hồi cái lục xong quay sang đánh ngũ. Anh em này thì vừa xong thì gió nó đẩy đi một chút, thì cái chỗ bèo Đó anh em, cái mà đám bèo mình này, như này cái khí lẫy nó ở chỗ đây mà bây giờ gió thì nó đẩy ra đây, thì bây giờ tạm thời mình ngồi mình câu đây vẫn cứ được, mình chỉ sợ là lúc sau rồi bèo nó trôi nó lật ra đây thôi. Thôi để xem thiên thời địa lợi như nào, nếu mà sau mà bèo nó lại trôi ra thì bỏ tay. Ok anh em, giờ mình nắm thính. Ok. Bạn nào lại cần Ok anh em. Đó thì mình sẽ đổ nắm 6 cục nhỏ kia và mình sẽ cho tất một cục to vào đây mình ném. Còn 6 cục nhỏ kia thì ném xung quanh.
Ok anh em, như vậy là xong thì cái đám bèo nó lại trôi ngược lại đây rồi. Rất chi là đen. Đó, đám bèo nó lại trôi ngược lại đây. Thôi thì bây giờ như này. Tôi sẽ lội xuống và tôi dẹp cái đám bèo này đi. Ok. Sau khi mình dẹp cái đám bèo xong thì mình sẽ quay phim tiếp anh em xem. Chứ để đám bèo như này nhỡ mà em thính xong nó mà tạt qua phát thì thôi lại khỏi câu. Anh em Anh mình em. vừa ném cục thính to xong còn cục bốn cục thính con đây. Thì chút nữa thì mình sẽ ném vào ổ. Dọn cái đám bèo ra tít bên kia kìa. Nó ra tít góc hồ bên kia, rất chi là lâu, mất gần 1 tiếng đồng hồ. Rất chi là mệt. Hôm trước có một bạn hỏi tôi cách ăn ổ hộ. Thực ra thì tôi cũng có hướng dẫn rồi. Đây ok anh em. Đây là một cái miếng cữ này. Đâu nhỉ? Đây là cái cữ đây là cái miếng miếng băng tan, miếng miếng băng keo cứu thương này, cái ổ kia. Đó. Ở đây là cái cần. Thì anh em ngồi xuống nhìn xem cái đầu phao nó thò lên là nó thẳng cái gì. Ví dụ như ở đây thì là nó thẳng cái cột điện. Đó. Ở đây tôi căn thì nó sẽ là thẳng cái cột cột anten ở trên kia kìa. Cái chỗ ngồi và cái phao thẳng cái cột anten. Sau đó thì anh em kéo căng cước từ ngoài kia vào đến đây và dán cái cữ này ở cái chỗ tay đây như này. Nói anh em đây thì cái điểm thẳng thì mình có rồi và đây là cái cữ này, cái cữ tôi vừa mới dán này ở dây cước này. Khi mà anh em vụt thẳng thì là thẳng cái đầu tiên, cái cột anten của mình căn, ví dụ là thế đúng không? Thì anh em kéo thì cái dây cái cữ nó đến đây, có nghĩa là đến ổ. Để cho nó chắc ăn thì mình làm thêm một cái cữ chéo này. Đây thì tôi căn cái hai chạc đây, hai chạc đây nó thẳng cái phao và nó thẳng một cái cột điện đây, nó sẽ thẳng cái cột điện nhỏ nhỏ ở bên cái bức tường màu trắng ấy. Thì có nghĩa là buổi tối thì cái bóng đèn này nó sẽ bật,
thì mình căn ở đây cái phao thẳng và thẳng cái bóng điện đấy, là chính xác ổ của mình không bao giờ bị lệch. Ok nha. Ôi, dọn dẹp cái đám bèo rất chi là mệt. Rồi ok. Cái hai cái lăng xê à, cái lăng xê này thì cũng hỏng rồi, bởi vì lúc nãy là tôi đi dọn bèo ấy thì tôi đá dây, tôi vấp phải dây thì hai cái dây nó cuốn vào nhau. Hỏng rồi. À, bây giờ coi như làm lại từ đầu. Tôi sẽ lôi lên và tôi lém lại cục lăng xê ra phía bên này. Ok anh em, dừng video ở đây. Nếu mà hôm nay tôi lội do là tôi lội bùn. Khu này xéo đi xéo lại rất chi là nhiều nước đục. Và lội hôm nay là cuối đảo của khu này rất chi là nhiều rồi. Cá hôm nay có vào thì chắc là phải rất chi là muộn, đến tối. Tôi hy vọng là tôi may ra thì buổi chiều nó được lăng xê thì được rồi. Nếu còn nếu mà được vào ô lục thì hạnh phúc quá. Ok anh em, tôi khi mà có hàng tôi sẽ quay anh em xem. Ok anh em, hôm nay mà cái ổ lục của tôi mà được thì nó mới là siêu nhân này. Và tôi lội đi lội lại đến khoảng 5 lần thì mới lùa được hết cái đám bèo to tướng kia, cái đám bèo ở đây sang sang bên đấy, cứ lấy gậy lùa thôi, 5 vòng đúng như trâu đầm luôn, nước đục ngầu, xong rồi ném dính. Tôi nghĩ cá nếu mà nó có vào thì chắc nó phải 8-9 giờ tối, nếu mà bây giờ mà tầm chiều chiều mà được thì chắc là siêu nhân quá. Bây giờ thì cũng 3 giờ chiều thôi, ba cho nó khoảng, nếu mà có được thì tôi nghĩ chắc phải đến tầm sầm sầm tối 5-6 giờ chiều. Ok anh em, tại vì tôi khoáng lượn đi lượn lại đúng 5 lượt liền, quá tung mù bùn biết các kiểu, nó tung hết cả lên này. Anh em lăng xê vừa đóng một con này, tôi thấy giật 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 đây, cái cần tôi để ở đây, tôi thấy giật 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 thì chắc là cá không to đâu, nhưng thôi ok, con đầu tiên thì to hay nhỏ mình cứ coi đi ha, tôi nghĩ chắc chỉ rô phi hoặc cá riếc nhỏ thôi. Trời ơi. Anh em ơi, ngon quá ngon quá, con cá diếc, con cá diếc, con cá diếc, mình rất thích con cá diếc này. Ok đó, cái lưỡi đang xê nó đóng vào đây thì làm sao mà chạy được, một phát xuyên vào mồm, xuyên qua mồm luôn như này thì làm sao mà chạy được anh em. Tí nữa thì lưỡi câu nó lại ăn vào tay cho. Ok anh em nha, lăng xê một con cá diếc đầu tiên. Đấy, con cần lục thì hôm nay tôi không dám hy vọng nhiều, bởi vì tôi cuốn Anh tầm em quá xăm nhiều. xì tối rồi, nhưng mà cái ổ câu lục hôm nay không chạm bất cứ một cái gì luôn, mồi thì cực kỳ ngon. Đấy là lý do tôi là lội quần tảo quá nhiều. Lúc thả thính xong thì tôi đã nghĩ là không được rồi. Thôi hy vọng thì đến tối xem có được con gì không. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà phao không động đậy. Ok anh em. Cái đống đám bèo nó chịu khó, nó yên ở bên kia rồi.